Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái mô phỏng tín hiệu điện tim. Thì mục đích của việc mà mô phỏng cái tín hiệu điện tim ấy là để tạo ra cái dạng sóng tín hiệu, mục đích của nó, đúng không? Còn về ưu điểm, ưu điểm nó như thế nào? Ưu điểm là nó có thể tiết kiệm được thời gian. Thứ hai là nó cho phép nghiên cứu được các dạng sóng điện tâm đồ bình thường hay bất thường. Ta có thể mô phỏng bất kỳ một dạng sóng điện tâm đồ nào một cách dễ dàng, nhanh chóng. Đấy, tiết kiệm được cái thời gian, loại bỏ cái yếu tố bất lợi đi và sử dụng tín hiệu điện tâm đồ là thực với phương pháp là xâm lấn hoặc không xâm lấn, đúng không? Như vậy chúng ta có thể là thiết lập được một cái giá trị. Sao nó là màu xanh nhỉ? Thiết lập một cái giá trị, đúng không? Một cái giá trị mà của một cái nhịp tim bất kỳ. Thứ hai là thiết lập giá trị biên độ bất kỳ. Thứ ba là nó mô phỏng rung, đúng không? Nó mô phỏng rung, mô phỏng rung. Thứ ba là nó mô phỏng tiếng ồn. Mô phỏng tiếng ồn do các điện cực gây ra xung kim của các dạng điện tâm đồ ấy, đặc biệt là có thể thể hiện ở dưới dạng các cụ thể riêng biệt. Và như thế nào gọi là một cái nhịp tim mà hoàn hảo, hoàn chỉnh, thì chúng ta cùng vào, đúng không? Nhịp tim bình thường đó là 72 nhịp trên một phút, sóng BR của nó là nó kéo dài 0,16 giây. Sóng ST nó kéo dài là 0,18 giây. Sóng B nó kéo dài là 0,09 giây. Sóng RS nó kéo dài trong khoảng thời gian là 0,11 giây. Biên độ sóng ở đây, biên độ sóng ta nhớ mỗi một cái sóng B là được rồi. Sóng B nó bao nhiêu nhỉ? 25 mV, được chưa? Thì ta nhớ sẽ nhớ các dạng này. Và mục đích, cái chức năng cuối cùng của nó là gì? Chức năng nó là nó thiết lập giá trị biên độ. Chúng ta thiết lập một cái giá trị nhịp tim bất kỳ, và mô phỏng rung, đúng không? Và nguyên tắc của việc mô phỏng tín hiệu điện tim là gì? Nguyên tắc mô phỏng tín hiệu điện tim đó là chúng ta sử dụng cái chuỗi Fourier error, Fourier. Chuỗi Fourier này nó là một cái hàm tuần hoàn bất kỳ đảm bảo điều kiện Dirichlet có thể biểu diễn tương đương trên khoảng sin lên làm hàm cốt, đúng không? Thì phần này sẽ được học kỹ hơn ở cái mục sau. Và bây giờ chúng ta sang một cái phần mới, đó là chúng ta biểu diễn một cái tín hiệu điện tim bất kỳ nào đó, nghĩa là tín hiệu điện tim nó chưa được đặt, nó không nó chưa được đặt đâu. Lên một cái hàm bất bất kỳ nào đó. Đây, ở đây chúng ta sử dụng cái hàm này nhá. Chúng ta y phải fx bằng, chúng ta nhập cái hàm để mà nhập tín hiệu điện tim vào. Ở đây chúng ta lưu ý một điều này,
là đối với mà file số hóa, cho tín hiệu nhắn tin, để đọc tín hiệu nhắn tin ấy. Nó chính là cái file chấm WAV, được chưa? Đấy, cho nên là trong MATLAB nó sử dụng cái hàm này, các bạn có thấy không? Để mình phóng to lên nhé, sử dụng hàm này này, y phẩy ff bằng đấy, sử dụng hàm đó để đọc cái file mà ta ta cần đọc. Ở đây ta có nguyên lên đúng không, ta đi việc copy thôi, bật cái file mà mình để là cái file này thời sự đúng không, ta sửa. Đấy, chúng ta enter một phát nó hiện ra thắng đúng không? Đó là chỉ số hóa thôi, chứ nó chưa 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 là gì đâu. Như vậy để tiếp tục thì ta phải gõ tiếp nữa, ta hiển thị nó ra block, hàm block đúng không, block y. Bây giờ nó hiện ra này, nên nhớ là đây là cái file tín hiệu nhắn tin mà chưa được lập nhiễu nhé, nghĩa là nó đang rất là lộn xộn, các tần số khác nhau thì nó không ổn định đấy. Đấy, thì ta được biết thêm điều nữa, và ở đây này, nên nhớ đối với mình việc mô phỏng tín hiệu điện tim ấy thì người ta sử dụng cái hàm đó, còn đối với tín hiệu điện não ấy thì người ta sử dụng cái công cụ này điện não đúng không? Ta sử dụng công cụ là EEG. Đấy, đây là cái bộ công cụ xử lý tương tác MATLAB để xử lý tín hiệu điện não, và chúng ta phải tải dữ liệu về, giải nén, khởi động, chọn file, set path, chọn đường dẫn tới tập tin của chúng ta, rồi trong cửa sổ làm việc của MATLAB nữa. Đấy, từ đó chúng ta có thể xử lý được tín hiệu điện não. Còn đối với điện tim thì người ta sử dụng hàm này, và người ta sử dụng cái file nào nè, cái file chấm .wav này để xử lý tín hiệu điện tim. Và đối với tín hiệu điện tim ấy thì trong cái chuỗi toán học ấy thì chuỗi Fourier là một cái hàm tuần hoàn biểu diễn hàm đó với dạng tổng của hàm số e mũ của j n x, trong đó e là chuỗi Euler hoặc là và j là số ảo, và nó phải đáp ứng được cái điều kiện là Dirichlet đúng không? Dirichlet đáp ứng điều kiện, cái này điều kiện nào xóa đi nhá, chúng ta đang học điện tim phải đáp ứng điều kiện đi trước đi trước đấy. Đối với một cái hàm tuần hoàn bất kỳ ấy, thì nó phải đảm bảo điều kiện là ECG, tức là hàm tuần hoàn với tần số cơ bản xác định bởi nhịp tim và đáp ứng điều kiện đi trước đấy.
như thế là nó phát biểu như thế này: giá trị đơn hữu hạn trong khoảng thời gian xác định. Yếu tố thứ hai là một hàm có thể tích phân được. Nó là một cái hàm. Đúng không? Rồi, yếu tố thứ ba là nó phải đáp ứng có số giá trị hữu hạn cấp đại hoặc cực tiểu trong khoảng thời gian hữu hạn. Đúng không? Đáp ứng số giá trị hữu hạn của cực đại và cực tiểu trong khoảng thời gian hữu hạn. Đấy, như thế thì ta đã biết được điều kiện. Tóm lại, bài hôm nay chúng ta học là gì nè? Bài hôm nay chúng ta học là một hàm tuần hoàn phải đảm bảo tín hiệu điều kiện ECG, nó phải đảm bảo điều kiện Dirichlet là một. Cái thứ hai là để đọc tín hiệu điều kiện thì người ta sẽ dùng hàm này. Đấy. WAV rich, đúng không? Rồi để một cái tín hiệu điều kiện bình thường thì thời gian nó như thế nào? BR bằng 0,16 giây. QRS là 0,11 giây, đúng không? Và mục đích ưu điểm của việc mà chúng ta mô phỏng tín hiệu điện tim, và cái tín hiệu điện tim mà chúng ta đã thực hiện được, điều diễn được cái tín hiệu điện tim sơ khai rồi, đúng không? Và chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay tại đây.